Tập 21. Ninh Nhi giải thích với ta rồi. Trước đó muội ấy quả thật đã nói dối. Nếu hiểu lầm đã sáng tỏ. Dù là vậy, Ninh Nhi không màng trinh tiết để bảo vệ ngươi. Nhưng ngươi đối với muội ấy ra sao? Tất nhiên là xem cô ấy là đồ đệ, thân như huynh muội rồi. Được. Thanh Quảng ta xưa nay công tư phân minh, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Ngươi và quỷ y có công dập dịch, bổn thế tử đương nhiên cảm kích vô cùng. Nhưng thân là huynh trưởng, ta không thể trơ mắt nhìn muội muội bị sỉ nhục vậy. Gặp trên cuộc thi đi. Lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, đòi lại công bằng cho Ninh Nhi. Được. Vậy xem thế tử có bản lĩnh đó không. Ca ca, huynh nói gì với sư phụ vậy? Không có gì. Ca ca nghĩ lại, quyết định cho muội đi tham gia đại hội tướng quốc. Thật sao? Nhưng phải hứa với ta, tuyệt đối đừng làm mất mặt Thiên Vũ quốc chúng ta. Ninh Nhi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của huynh. Thượng quan thế tử tìm ta có việc gì? Thanh Lạc cô nương, nàng còn nhớ con chim ta cứu ở Thiên Vũ cát không? Giờ nó bay được rồi, đều nhờ thế tử chăm sóc. Hay Thanh Lạc cô nương theo ta đến phủ Hàn Huyên, để đa tạ nàng cứu giúp bá tính kinh lô quốc ta. Ta đã bày tiệc, sau tiệc nàng và ta cùng thả chim bay, cũng là một chuyện tốt. Ý tốt của thế tử bọn ta xin nhận, nhưng không cần ăn cơm đâu. Nếu thế tử muốn phóng sinh thì tìm ta, ta đi với ngài. Nếu thế tử không có việc gì, bọn ta còn bận việc không tiếp nữa nhé. Đại ca, đại ca, sao huynh ở đây một mình? Bá tính Túy Mộng Thành đến cảm tạ, đã sắp chen sập Phong Thương Cát rồi. Có Thanh Lạc mà. Sao thế? Lại nhớ đến chuyện thú vị giữa huynh đệ chúng ta à? Hận nhiên thấy đại ca đã trở lại là đại ca thực sự, vì vậy tận đáy lòng vô cùng an ủi. Lần này không phải một chút an ủi rồi à? Xem ra trước đây đại ca khó khăn gì tình, giờ đây đã vượt qua tình kiếp, liền vui vẻ hớn hở. Tiểu tử đệ và Kim cô nương giờ đây cũng thành đôi, không phải cũng là lúc gió xuân phơi phới sao? Đại ca, huynh đệ ta cùng vui, chi bằng lấy nước thay rượu cùng nhau chúc mừng thế nào? Ta cũng có ý này. Nhưng tuy đại ca tình yêu viên mãn, nhưng không được từ bỏ sự nghiệp. Đại hội tứ quốc phải nhờ đại ca giương cao ngọn cờ, chửi nhục cho Dạ gia, chứng minh với Phong Thiên. Đó là đương nhiên. Trước khi xuất phát, quân thượng giao cờ chiến Phong Thương quốc cho ta, giờ ta trả cờ lại cho chàng. Hy vọng dục dân quân dẫn dắt chiến sĩ Phong Thương quốc chiến thắng đại hội tứ quốc, giành lại vinh quang thuộc về Dạ gia và Phong Thương quốc. Yên tâm, ta nhất định sẽ giành quán quân đại hội tứ quốc về cho nàng. Không phải vì ta, mà vì bản thân chàng. Giành quán quân là tâm niệm 7 năm của chàng. Nhưng đối với ta của bây giờ mà nói, không có gì quan trọng hơn nàng. Ống ánh trong suốt, có tiếng của kim ngọc, chất lượng tuyệt hảo. Dạ Hạo Nhiên đúng là rất quan tâm cô.
Cái tên đầu gỗ này rõ ràng biết ta là người luyện võ. Đeo cái này đâu có tiện. À, dạ tu độc tỉ mỉ chu đáo với cô lắm mà. Chuyện lớn thế nào cũng không lớn bằng Ngọc Thanh Lạc cô. Cô ở đây than thở cái gì? Ta lo lắng gì? Chàng ấy xem ta quan trọng hơn tất cả. Cô đang quên quan à? Xem ra ta dạy dỗ Hạo Nhiên vẫn chưa đủ. Không đùa với cô. Đại hội tứ quốc sắp diễn ra. Ngoài sáng có đối thủ Thanh Hoành, trong tối có Tu La Môn. Ta sợ với tâm trạng hiện giờ của chàng ấy, không thể ứng phó. Đâu đến mức đó. Dục Dương Quân chỉ bị mất trí nhớ, đâu phải bị phế. Chỉ cần võ công vẫn còn, gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Được rồi, đừng câu mày nhăn nhó nữa. Cô nghĩ xem, đợi Nam Nam đến, cả nhà ba người của cô được đoàn tụ rồi. Nam Nam, nghe đến chuyện này ta lại bực. Dạ tu độc quên Nam Nam rồi. Họ gặp nhau lại gây chuyện, đến gà bay chó chạy. Sao lại vậy? Trước kia hai người họ vừa gặp nhau đã tâm đầu ý hợp mà. Tóm lại là bực. Không xong rồi chủ nhân. Lại sao nữa? Tiểu chủ nhân vừa đến đã đánh nhau với Dục Dương Quân. Ta đã nói gì nào? Ngươi buông ra. Ngươi. Ta không buông đấy. Ngươi mau buông ra cho ta. Ta không buông. Chuyện gì thế này? Tiểu công tử và công tử hình như đã đánh cược với nhau. Ta không buông. Tiểu Hàn, ngươi cũng mạnh quá nhỉ. Mau lên. Thì ra tiểu sư phụ mà Thanh Lạc nói chính là tiểu tử ngươi. Thế này đi, chỉ cần ngươi chịu gọi bổn quân một tiếng cha, bổn quân sẽ tha cho ngươi. Nghịch đồ, ngươi nói ai là tiểu tử? Năm xưa ngươi bái ta làm sư vì sùng bái y thuật cao siêu, độc thuật tuyệt đỉnh thiên hạ của ta. Ta sùng bái ngươi. Đùa kiểu gì vậy? Ngươi thua rồi. Cậu không mơ gọi ta sư phụ. Phịt đồ xấu xa. Ngươi dám làm bất mặt di sư trước mọi người. Giờ rõ ràng là quà nhau. Chi bằng làm theo giao hẹn. Ta gọi ngươi sư phụ, ngươi gọi ta là cha. Thế nào? Ta không cần. Điên rồi. Dừng. Người tiểu hàng đóng là ta, dĩ nhiên là đẹp trai nhất. Ngươi mau tạo đúng tư thế. Và tu độc, giơ cao quyền cước của ngươi lên, dùng sức vào. Dù tắc lâm, ngươi nên diễn ra vẻ khổ sở. Nam Nam, mẫu thân, có chuyện gì? Con muốn ngủ rồi. Hôm nay con gây gỗ với đồ đệ con. Ta không yên tâm nên đến thăm con. Chuyện giữa con và hắn không cần mẫu thân can dự. Trước kia con tốt với hắn như vậy, hắn lại quên mất con. Con phải phân thắng thua với hắn chuyện này. Nam Nam, mẫu thân, con muốn ngủ rồi. Chủ nhân lâu rồi không ăn món cho tiểu thảo làm. Hôm nay làm cho người đồ xanh ngự thiện, trứng cúc dùng tôm, miếng xào tôm khô, rau cải xào trứng. Thời gian chủ nhân không ở đây, quán trọ Phúc Long ở Kinh đã tăng 3 phần doanh thu. Đều là nhờ công lao của tiểu chủ nhân. Quảng bá gà chiên giòn thành món ăn vặt ưa chuộng nhất Kinh Thành. Các bạn nhỏ ở Kinh Thành trên tay mỗi người một chiếc. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Tối qua con làm gì vậy?
Xem ra Nam Nam khôn lớn rồi, có bí mật của mình rồi à. Tiểu Hàn đâu? Cái tên Hàn Thủy Thạch sáng sớm đã bị Mạc Huyền cô nương gọi đi, nói là đi luyện với Dục Dương quân, Ly đại nhân và Nhị công tử, và tu độc chăm chỉ vậy à. Chúng ta mặc kệ họ, ăn đi. Nào Nam Nam, để dì Kim gấp cho con một miếng. Đến bữa tối rồi, sao còn chưa về? Chủ nhân, Dục Dương quân bảo ta chuyển lời, không cần để họ ăn bữa tối. Thanh Lạc, tỷ tỷ ta nói cô nghe, cô phải cho nam nhân không gian, như vậy tình cảm của hai người mới trôi chảy thuận lợi. Tuy ta đến với Hạo Nhiên chưa lâu, cũng không trải qua sóng gió như cô và Dạ Tu Độc, nhưng tình yêu của bọn ta luôn giữ được vẻ bí ẩn. E là không chỉ thần bí, khi nãy ta ngửi được mùi hương phấn son bát chân trên người Hàn gia, đó là bí quyết độc môn của nữ tử Quần Phương Lâu, dùng bách hợp, hoa hồng và 8 loại nguyên liệu khác nhau tạo thành. Mùi hương của nó có thể 3 ngày không thôi, được xưng là đỉnh cao của Quần Phương Lâu Túy Mộng Thành. Hàn gia cũng kỳ lạ thật, bình thường nhìn lạnh lùng, nào ngờ nhiệt tình nhỉ. Chọn trúng Quần Phương Lâu đúng là không tệ. Hãy nhắc đến Quần Phương Lâu thì ngươi nói đâu ra đấy? Sao thế? Thiếu bang chủ đệ nhất khắc bang như ngươi uống rượu ở Quần Phương Lâu của Túy Mộng Thành rồi à? Quần Phương Lâu, không phải Tiểu Hàn đi với hai huynh đệ Dạ gia sao? Tiểu Dạ thật không ra gì. Đi Tiểu quả tử, chúng ta đi bắt hắn về. Con đi gì mà đi, ngoan ngoãn ở nhà đi. Công tử, vào trong ngồi đi. Vào đi. Công tử, uống một ly đi. Đừng manh động, đánh trắng động cỏ. Không chỉ đánh trắng động cỏ, ta còn phải đánh gãy chân của Hạo Nhiên. Bình tĩnh, đừng nóng, đi theo ta. Nào, công tử, uống rượu đi. Nhìn dáng vẻ của cô chắc chắn vào hồng trần chưa lâu. Ta chuộc thân cho cô. Câu này sao nghe? Trước đây Hạo Nhiên cũng nói với cô như vậy. Công tử chê cười rồi. Ta bán nhẹ không bán thân. Sống rất vui vẻ ở Quần Phương Lâu. Cô nương nghĩ kỹ lại đi. Nơi trăng hoa này không phải chúng dung thân. Được đó. Lão nương hôm nay phải bỏ tên phù bạc như ngươi. Cúc. Phượng Cầu Quan. Tay phải đặt ở đây, tư thế này mới thoải mái hơn. Tay này đặt ở đây sao? Công tử quả nhiên tài năng hơn người. Cô nương có nghe ra được tình ý thiên trường địa cửu trong tiếng đàn của ta không? Thanh Lạc, e là nỗi hận triền miên không hồi kết. Dạ Tu Độc, chàng dẫn đội đi luyện tập thế à? Thanh Lạc, chuyện này thực sự không như nàng nghĩ. Hôm nay ta bắt chàng cảm nhận thử kết cục giấu ta mây mưa trăng qua là thế nào. Thanh Lạc, nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích tình không rõ từ đâu, sớm đã quá sâu nặng à.
Miệng của ta, miệng của nàng có độc. Đáng đời. Ta nói vậy rồi, chuyện này chưa xong đâu. Nam nhân thối. Thanh Lạc, nàng nghe. Thanh Lạc, nàng nghe ta giải thích. Hôm nay đến quận Phương Lâu, thực ra có ẩn tình khác. Bọn ta là đang tập luyện. Bọn ta đang nghiên cứu đại hội tứ quốc. Ta phát hiện họ gài bẫy ở quán rượu Thanh Lâu Sòng Bạc để giết người. Bọn ta chỉ muốn thích nghi với tiến độ cuộc thi. Mọi người mà không đến đột ngột, chúng ta sắp ra tay. Dạ Hạo Nhiên, chàng nói đi. Đại ca nói không sai, quả thực bọn ta đang tập luyện. Đến Hạo Nhiên cũng không bị nứt. Chẳng lẽ ta đang nghi rồi? Đại ca tập luyện để cầu hôn cũng là tập luyện, không được tính là nói dối. Ngoài nàng ra, ta không có hứng thú với nữ nhân khác. Vậy sao? Sau này đừng để ta phát hiện các người dở trò gì. Tiểu Dạ, gọi ta à? Gì thế? Khi nãy ngươi nói dối, ngươi có chứng cứ không? Khi nãy lúc ngươi giải thích với mẫu thân, đã sờ mũi. Lúc Nam Nam nói dối cũng như vậy. Thế nên ngươi chắc chắn nói dối rồi. Nói bừa, ta sờ mũi vì mũi ta ngứa mà thôi. Ngươi gạt được mẫu thân, nhưng không gạt được Di Sư. Vậy ta sẽ nói với mẫu thân. Ngươi nói đi. Ngươi quay lại. Ngươi muốn gì mới không nói? Gọi sư phụ. Sư phụ, được rồi chứ. Lúc ngươi nói dối trước mặt mẫu thân, giọng to hơn bây giờ nhiều. Sư phụ, người niệm tình đường nhiên ngoan ngoãn như vậy, thay cho đội nhiên lần này đi. Đừng nói với mẫu thân người, giữ bí mật cho đội nhiên nhé. Vậy còn được. Đội nhiên theo Di Sư đến đây. Nếu khi nãy con đã gọi ta sư phụ, Di Sư sẽ truyền lại một bảo pháp cho con. Dục Dương Quân Truyện. Có bảo pháp này, nhất định sẽ giúp Đồ Nhi hồi phục trí nhớ, nhớ lại Di Sư đối tốt với con. Bức thứ ba, đón Trung Thu. Hy vọng sau này mỗi năm có thể cùng mẫu thân và Tiểu Dạ đón Trung Thu. Bức thứ 14, sư phụ, đây là hôm qua. Kết quả không đúng nhỉ? Hôm qua trở tràng hòa nhau mà. Tiên sinh nói rồi, lúc vẽ tranh phải thêm tâm trạng của người sáng tác mới vẽ được tác phẩm đẹp. Được. Mấy thứ này người mới vẽ sao? Ai nói thế? Từ sau khi con mất tích, Di Sư đã bắt đầu vẽ rồi. Con chỉ được xem, không được nói chuyện. Bức thứ 13, đáng tiếc, ta không gọi người là cha. Tiểu Dạ,
Con chảy nhiều máu quá. Chúng ta nhận thua, không thi vòng 3 được không? Ta từng thề trước linh vị phụ dương, nhất định phải đưa Dạ Gia trở lại đại hội tứ quốc, không thể nuốt lời. Tiểu Dạ, Nam Nam, lần này người thắng thật rồi. Sau này ta sẽ cam tâm tình nguyện gọi người sư phụ. Ta đã thắng à? Nhưng sau này người phải gọi ta là cha. Tại sao? Vì ta chuẩn bị cầu hôn mẫu thân người. Thật sao? Ta hy vọng kết quả cuối cùng của Dục Dương Quân truyện này chính là cả nhà chúng ta mãi ở bên nhau. Nên Nam Nam, ta muốn cho mẫu thân người một bất ngờ. Người giữ bí mật cho ta nhé. Ta đảm bảo sẽ không nói với mẫu thân. Nào, há miệng. Lưu Ly. Chó khôn không cản đường. Lưu Ly, chuyện hôm nay là ta không đúng. Dạ thượng thư thích làm thầy người khác. Chuyện thích nhất lúc sinh thời chính là khuyên nữ tử thanh lâu hoàng lương. Có gì không đúng? Lưu Ly, thực ra lần đầu gặp nàng ở thanh lâu, ta vừa gặp đã yêu nàng mà không hay biết. Cái gọi là vừa gặp đã yêu chẳng qua là nỗi lòng háo sắc mà thôi. Sao thế? Dạ thượng thư muốn một dao cắt đứt với ta à? Lưu Ly, ta tự biết ăn nói dùng về, không thể dỗ cho nàng vui, cũng không biết làm nàng bớt giận. Thế nên hôm nay ta chỉ có thể mời hết chân tình cho nàng xem. Dạ Hạo Nhiên, đầu chàng bị lừa đá sao? Cãi nhau thôi mà, tự tử cái gì? Ta đâu có muốn tự tử. Cây đao này là quà ta tặng cho nàng, thể hiện tấm lòng của ta. Đây là đao Kỳ Lân, gia truyền của Dạ Gia, lúc cha ta còn sống đã ban cho ta. Đao này chém sắc như bùn, từng gắn bó với ông ấy trong vô số chiến tranh. Hôm nay ta tặng đao này cho nàng, thể hiện tấm chân tình của ta. Dạ Hạo Nhiên, ta thề với trời, ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa vì nàng. Những lời này ta tuyệt đối không nói với nữ nhân khác. Nếu trái lời thề, phanh thây trăm mảnh. Ta nhận cây đao này. Sau này nếu chàng dám có lỗi với ta, ta sẽ lấy cây đao này chém cho chàng xem. Thế nào? Đẹp, tiểu chủ nhân đúng là múa bút như thần, khiến ta cảm thấy sâu sắc. Bức tranh này giống như đúc, nét vẽ sinh động. Ghi công cho ngươi. Cảm tạ tiểu chủ nhân. Nếu đã phát hiện ra bức tranh tiểu Dạ chưa vẽ xong ở chỗ mẫu thân, ta sẽ hoàn thành nó, xem như kết quả của Dục Dương Quân truyện, tặng cho mẫu thân và tiểu Dạ làm quà mừng tân hôn. Phát quả đã hoàn thành, chỉ thiếu vẽ màu thôi. Nhưng số màu vẽ này không thể xứng với kiệt tác tuyệt thế này của ta. Đây có gì khó chứ? Ta có thể mang hết màu vẽ của Thiên Vũ Quốc đến đây. Đây là nơi cô có thể tùy tiện đến luôn. Cả Thiên Vũ Quốc đều là địa bàn của ta. Ta muốn đi đâu thì đi đó. Cô ta là ai? Cô ta chính là đồ đệ mà Dục Dương Quân mới nhận, Thanh Ninh công chúa.
dám lén nhi sư nhận đồ đệ ư? Nể mặt của tiểu dạ, ta đành miễn cưỡng cho cô gọi ta một tiếng sư công vậy. Lời sư phụ nói quả nhiên không sai, ngươi đúng là đáng yêu quá. Đồ tôn đại nghịch bất đạo kia, thả ta ra, thả ta ra. Công tử, công tử, mày xem cái này đi, đáng yêu biết mấy, mua một cái tặng người mình yêu đi, xấu muốn chết. Thanh Lạc cô nương, cô nương, ta thấy cô mặt mày hồng hào, khí sắc tốt, sắp có chuyện vui phải không? Thanh Lạc, ta thấy để đại sư bói cho chúng ta một quẻ nhé, huynh tự xem đi. Thanh Lạc, gần đây thư ta gửi đến Phong Thương Các đều bị từ chối, ta đã làm sai chỗ nào? Nàng nói ta biết đi. Thượng quan thế tử chắc đã hiểu lầm rồi, ta và thế tử chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân, không muốn có giao tình khác, mong thế tử tự trọng, sau này đừng phiền ta nữa. Thanh Lạc, vị công tử đây nghe ta khuyên, số phận định sẵn, cái nào có sẽ có, không có đừng cưỡng cầu. Thượng quan thế tử chắc là hiểu lầm rồi, ta và thế tử chỉ là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân, không muốn có giao tình khác, mong thế tử tự trọng, sau này đừng phiền ta nữa. Thế tử, lần này cô đến có tin tốt gì không? Gần đây phía Thanh Hoành đang điều tra vụ dịch bệnh, ta đã hướng manh mối của họ sang Lưu Dân Quốc, làm phiền phó môn chủ rồi. Ngoài ra chỗ ta còn một thứ có lẽ hợp với thế tử hơn. Đoàn Vũ Tước, thế tử có mắt tinh tường, nước bọt của Đoàn Vũ Tước này có thể chế ra thiên hạ đệ nhất kỳ độc Đoàn Vũ Hồng, còn long dụ của nó chính là thuốc giải, đây là bảo bối khiến người khác nghe lời. Hơn nữa Đoàn Vũ Tước sắp bị tuyệt chủng, đây là con cuối cùng. Đây là thứ môn chủ tốn nhiều công sức mới có được, thay ta cảm tạ môn chủ. Cô khách à, xấu thật. Sao nào, cô có thể tặng cờ chiến cho người ta, ta không được khắc hình nộm cho chàng ấy à? Ta muốn biết tên đầu gỗ như Dạ Hạo Nhiên làm sao dỗ được cô vậy? Dạ Hạo Nhiên tặng ta đao kỳ lân mà cha chàng tặng chàng, đồng thời bảo đảm sau này không nói những lời đã nói với ta với nữ nhân khác. Tiến độ của hai người theo kịp ta rồi, còn xa đó nhé. Dù sao cô và Dạ Tu Độc 7 năm trước đã có kết tinh tình yêu. Kim Lưu Ly, nhưng nói đi thì phải nói lại, giờ đây Dạ Tu Độc bất hòa với Nam Nam, hay cô nói ra chuyện họ là cha con ruột đi, không chừng có thể xoay chuyển.
Đúng là đến lúc rồi. Không xong rồi, không xong rồi, không xong rồi. Tiểu chủ nhân ngất xỉu rồi. Nam Nam dạo này đều đang dễ sao? Vâng. Sao màu dễ đổi màu rồi? Nước bách thảo gặp độc sẽ đổi tím. Trong này đã bị kẻ khác kỳ độc. Màu dễ này là ai đưa đến vậy? Là nha hoàn Lục Hà của Thanh Ninh quận chúa đưa bọn ta đến Giang Hiên trai để mua. Thanh Lạc, để ta với. Thì ra là ngài. Lần trước từ biệt ngoại phú, ta liền nghĩ chừng nào mới gặp lại nàng. Không ngờ chỉ mới qua hai hôm. Thanh Lạc, nàng nói chúng ta có chuyện đặc biệt phải không? Đưa Đoàn Vũ Tước cho ta. Đoàn Vũ Tước? Nam Nam trúng phải thiên hạ đệ nhất kỳ độc Đoàn Vũ Hồng. Xem ra không giấu được nàng. Thượng Quan Cẩm, có tin ta giết ngươi không? Được thôi, nếu các người không muốn cứu mạng Nam Nam, cứ tự nhiên. Rốt cuộc ngày muốn sao? Bảo người của nàng ra ngoài, ta muốn nói riêng với nàng. Lưu Ly, hai người ra ngoài trước đi. Cẩn thận. Ngươi đúng là đồ điên. Ta điên rồi. Đó cũng là do nàng ép thôi. 3 năm nay, ta đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của nàng. Khó khăn lắm mới tìm thấy nàng. Nàng lại ngã vào lòng người khác. Nhưng nàng biết không, Thanh Lạc, trên đời này không ai yêu nàng hơn ta. Thanh Lạc, vị trí thế tử phi của ta vẫn dành cho nàng. Tại sao nàng lạnh nhạt với ta như vậy? Ta thân với ngươi lắm sao? Phải rồi, ngươi không nói ta cũng quên mất ngươi là ai. Còn nữa, đừng nói thế tử phi gì đó, dù là Dương Mẫu nương nương, Ngọc Thanh Lạc ta cũng không hứng thú. Đừng ấp mở nữa, nói điều kiện đi. Nàng muốn cái này sao? Theo ta biết, tại những người trúng Đoàn Vũ Hồng, trong vòng 12 canh giờ không uống thuốc giải nấu từ Long Vũ sẽ chóng mặt mất sức, thất khiếu chảy máu, tiếp theo sẽ đột tử mà chết. Đáng sợ lắm đó. Nàng muốn có nó sao? Lấy gì để đổi? Thanh Lạc, cô có sao không? Tiểu Hàn, bảo Tiểu Thảo nghiền nát Long Vũ này, nấu 2 canh giờ cho Nam Nam uống. Thanh Lạc, Thượng Quan Cẩm đưa thuốc giải cho cô dễ dàng vậy sao? Chuyện hôm nay hai người không được tiết lộ với ai, nhất là Dạ Tu Độc. Oh.
Tại sao lại đốt bức vẽ này? Đưa ta. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Nam Nam đâu? Không có gì. Nam Nam mắc Phong Hàn gì vậy nó? Ta thấy nên giận. Phong Hàn? Chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không? Có ta sao nghiêm trọng được? Uống thuốc xong ngủ rồi. Ta dẫn nàng đến một nơi. Đi thôi. Đây là chiếc nhẫn mặt nạ độc nhất vô nhị. Ta đặc biệt lệnh cho Âu Đại Sư làm cho nàng. Thanh Lạc, đã đến lúc ta thực hiện lời hứa của mình, cho nàng và Nam Nam một gia đình hoàn chỉnh. Nghe nói chỉ cần thành tâm cầu nguyện dưới sao băng sẽ thực hiện được ước nguyện trong lòng. Thanh Lạc, trong lòng ta chỉ có một ước nguyện. Nàng làm thê tử của ta nhé.